Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí DNews và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Hậu chia tay hot girl Bella, mới đây nam rapper Kyrick đã đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip làm mới lại bài rap thương ca khúc đã từng được anh ra mắt vào năm 2016 và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Theo đó, dù ca khúc này từng được phát hành khá lâu nhưng anh bỗng nổi hứng viết và thu lại. Trên trang cá nhân, Kyrick còn trích đoạn lyric gây chú ý: đừng mềm lòng cho nhau thêm hy vọng, đớn đau chừng này còn chờ đợi gì chưa buông tay. Việc Kyrick bất ngờ tâm trạng với bản rap từ 4 năm trước cũng khiến một số fan nghĩ tới cô nàng bạn gái cũ Bella. Còn nhớ hồi đầu tháng 12, Bella đã ngầm xác nhận việc chia tay Kyrick khi khẳng định mình là dân FA. Trong khi đó thì Kyrick cũng từng úp mở về mối tình đã rạn nứt khi được gặng hỏi về Bella. Chính vì vậy không ít người cũng bày tỏ sự tiếc nuối về mối tình từng khiến fan cảm thấy ghen tị của Kyrick và Bella. Thương là bản rap được Kyrick cùng Uyên Phím kết hợp và cho ra mắt vào năm 2016. Đây cũng là một trong những sáng tác của Kyrick khi viết về cuộc tình không trọn vẹn của chính mình, bao gồm cạn cả nước mắt và từng là tất cả. Thậm chí khi tham gia một game show, nam rapper còn từng khẳng định sẽ không hát lại ba ca khúc này trên bất kỳ một sân khấu nào. Nói về thương, Kyrick từng chia sẻ bài hát ra đời khi anh chia tay bạn gái và muốn viết một ca khúc để nói hết ra những suy nghĩ, tình cảm của mình. Anh cũng muốn truyền tải thông điệp đến những người chưa yêu, chuẩn bị yêu và đang yêu, đó chính là hãy luôn trân trọng những gì mình đang có. Cũng mới đây, nam rapper Kyrick đã bất ngờ đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái Waiting for 12 tháng 1, tạm dịch là chờ đợi đến ngày 12 tháng 1. Dù chưa biết Kyrick đang muốn nhắn gửi điều gì đến các fan, nhưng nhiều người đang vô cùng tin rằng đây chính là tín hiệu cho màn comeback đầu năm của nam rapper. Hãy cùng chờ đón những thông tin tiếp theo sẽ được Kyrick bật mí trong những ngày tới. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí DNews để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!